Hiện nay chúng ta biết Những thiên tai của thế xuất thế gian Sao lại khởi lên Nếu nghiên cứu nguyên nhân của nó Đức Phật dạy Năm độc tham sân si mạng nghi Trong tự tánh không có Trong chân tâm cũng không có Những thứ này từ đâu mà có Mê thất tự tánh Từ vọng tượng biến hiện ra biến hiện ra khi nào Kinh điển đại thừa nói từ một niệm bất giác mà có vô minh vô minh chính là a lại già vô minh là mê sau khi mê Từ chân tâm khởi lên dòng niệm Trong dòng niệm có những độc tố này Những độc tố này do mê mà có Thể của nó là tánh đức Tánh đức mê liền biến thành tế bào độc bệnh biến thành mầm bệnh độc nhưng hạt giống nếu không gặp duyên nó không phát tác chúng ta gọi đây là thời kỳ tiềm phục của các vi khuẩn gây bệnh tiềm phục ở đó nó không khởi tác dụng không trở ngại gì đến sức khỏe cơ thể con người Tất cả chúng sanh đều có Không những chúng ta có Mà tứ thánh Pháp giới cũng có Tứ thánh Pháp giới A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Phật đều có Vì sao? Họ chưa chuyển thức thành trí Người chưa chuyển tám thức thành tứ trí đều có Thân thể họ đều mang mầm bệnh độc Chẳng qua người ở tứ thanh pháp giới tu hành tinh tấn Họ có thể đoạn tận duyên Điều này trong kinh Phật dạy Nhân duyên quả báo. Nhân Kết quả Thọ báo Nhất định phải nhờ vào duyên Không có duyên Nó không khởi tác dụng Thế nên Phật Pháp gọi là duyên sanh Không nói nhân sanh Nhân Không thể không chỉ Chúng ta không cách nào đối phó được Duyên hành Chúng ta có thể khống chế được duyên Chúng ta biết những ác duyên Sẽ gây bệnh khổ thiên tai cho chúng ta Nên phải đoạn nó Nhân còn không sao Vì nó không khởi tác dụng Diễn diện khiến nó tìm phục Đến khi minh tâm kiên tánh Nó tự quá giải Không còn nữa Chưa minh tâm kiên tánh Nó vẫn tồn tại Chúng ta không thể không hiểu chân tướng sự thật này Thời gian tìm phục dài Không hạn chế thời gian Chỉ cần mê là có Chỉ cần giác thì nó biến mất Cho thấy nó không phải thật Nó là giả Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật dạy Tham Quả của lòng tham Là lũ lục các nhà khoa học nói nước biển sẽ dâng cao băng ở nam bắc cực sẽ bị tan chảy những ngọn núi cao tuyết phủ trên địa cầu cũng bị tan chảy vì sao nó bị tan chảy nhiệt độ địa cầu tăng cao nhiệt độ lên cao là do sân nhuế sân nhuế là lửa Quý vị thấy con người hiện nay tính tình rất nóng nảy. Từ nhỏ đến lớn rất dễ nổi giận. Chúng ta nổi giận có liên quan gì? Quý vị sân giận có thể khiến nhiệt độ của địa cầu tăng lên. Có thể làm cho những núi lửa trên địa cầu bộc phát liên quan lớn như vậy nhưng không ai biết điều này có thể khiến núi băng tan chảy nước biển lên cao quý vị thấy sân nhụy quả thật đáng sợ Ngu si là gió bão Ngạo mạn là động đức Ngạo mạn chiêu cảm lấy động đức Hoài nghi càng đáng sợ Tham sân si mạng nghi Hoài nghi là gì không có lòng tự tin Không tin bản thân Cũng không tin bất cứ ai Không có lòng tin với cha mẹ Không có lòng tin với tổ tân không có lòng tin với Thánh Hiền Cũng không có lòng tin với chư Phật Bồ Tát Như vậy thì bệnh này vô phương cứu chữa Đối ứng thân thể mình mà nói Lục phủ ngũ tạng không có sức miễn dịch Rất dễ cảm nhiễm vi khuẩn bên ngoài Không có sức đề kháng Sơn Hà Đại Địa Hoàn cảnh cư trú của chúng ta Đất bị lỏng lẻo Lòng tin khiến nó vững chắc Nghi hoặc làm nó rời ra Hoài nghi rời ra Rời ra như vậy lục địa sẽ chìm xuống đáy biển Núi cao sẽ đổ xuống Quý vị nên biết Bệnh trong con người chúng ta Là do hoàn cảnh bên ngoài thất thường Nhưng nguyên nhân thật sự Là tham sân si mạng nghi Thế nên năm thứ này Là nguyên nhân của tất cả các bệnh Tham sân si mạng nghi Là nhân của tất cả bệnh tật Duyên thì sao Oán hận não nộ phiền Là duyên của tất cả bệnh Chúng ta không khống chế được nhân bệnh Nhưng có thể khống chế duyên bệnh Khống chế như thế nào? Đức Phật thường nói phát tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ Trong tâm Bồ Đề có từ bi con người sanh khởi tâm từ bi oán hận não nộ phiền sẽ hạ thấp đầu tiên là hạ nhiệt độ sau đó đoạn tận nó. đoạn tận điều này địa cầu sẽ thiên hạ thái bình sơn hà đại địa tốt đẹp ngũ cốc được mùa nhân dân an lạc